Rồi bây giờ chúng ta format table nhé, chúng ta chọn như sau. Các em nếu mà để trang trí cả cái bàn, chúng ta chọn cái nút góc trái phía trên. Sau đó các em chọn table property, tức là thuộc tính của bảng. Trong thuộc tính của bảng chúng ta nhìn thấy này, tổng quát là toàn bộ, còn row có nghĩa là cho hàng, column là cho cột, cell là cho ô. Đấy. Thì chúng ta nhìn thấy là tại đây các bạn căn chỉnh giữa, chọn center thì tất cả bảng center nó sẽ format bảng cho chúng ta. Center, center đây nó là center về cái gì. Đó, thì chúng ta chọn cho thầy như sau. Trong border chúng ta chọn border and setting. Thì các em nhìn thấy là trên đây nó có, ví dụ thầy chọn all có nghĩa là tất cả các cột cũng như các hàng có đường viền được thay đổi. Thầy chọn đường kẻ đôi, thầy nhấp OK thì tất cả nó được thay đổi. Rồi thầy làm tiếp theo, ví dụ như là thầy muốn nó nhỏ đi thì thầy lại chọn cái đường nét nó mảnh, đường nét mảnh. Đấy, thì được OK nhá, được đường nét mảnh. Rồi tiếp theo là chúng ta muốn thay đổi cái gì, chẳng hạn chúng ta muốn mỗi bên trong thôi thì chúng ta chọn cái này, bên trong này nó thay đổi, chọn đây, đây nó có biểu tượng nhá. Custom là do người chúng ta tự động đánh vào chọn, còn box thì nó làm theo hộp chúng ta thôi. Ví dụ thầy muốn box nó như này, em nhìn thấy mỗi đường viền bên ngoài là được thay đổi. Đấy. Mỗi đường viền được thay đổi. Rồi chúng ta chọn option thì chúng ta sẽ tạo được lề của chữ ở bên trong, nó lại coi cái viền này là cái lề. Đấy. Chẳng hạn như là thầy muốn là cả cái bảng này có lề là bằng 2,2 cm chẳng hạn, hay 1 cm. Top bottom 1. Đó. Chọn chỗ này là cho khoảng cách giữa các cell, tức là có các ô thì nó đặt mặc định đây. Đây là cho phép khoảng cách giữa các ô. Ta nhấp vào đây, ta nhấp đây thì lập tức nó thưa ra. Đấy, các em nhìn thấy không? Khoảng cách các ô trên dưới. Đó. Đấy, nó được thay đổi. Rồi các bạn lại làm tiếp ở trong đây nhá. Chúng ta muốn border kiểu gì đấy thì chúng ta chọn auto fit là tự động nó khớp vào nhau. Auto fit content tức là tự động khớp nội dung. Đấy, nội dung đã được khớp vào, tức là nó sẽ thì không có khoảng trống nữa. Vân vân. Rồi đến hàng. Hàng thì các em chọn chiều cao của hàng là bao nhiêu, chúng ta nhấp vào đây. Ở chỗ này là chỉ định chiều cao này, chỗ này là tối thiểu. Chiều cao của hàng tối thiểu là bao nhiêu thì nó cho mặc định là tối thiểu. Exactly có nghĩa là chính xác. Nha. At least có nghĩa là tối thiểu. Exactly là chính xác, độ chính xác. Đấy, các em muốn chiều cao của cột là bằng bao nhiêu thì các em làm. Nhưng mà phải chọn cái hàng đấy. Đó. Chơi nó biến đi hết, đúng không? Nó tác động vào. Ví dụ thầy format một hàng. Đấy là các cột, các ô như vậy. Chúng ta có thể chọn nhiều cái chức năng khác. Đây là column. Đấy, đây là cột thì chúng ta chọn như thế, chúng ta nhấp vào đây chúng ta gõ. Rồi chúng ta có thể cho vào đây thì ra hàng.
nhấp thêm cái nữa, vân vân. Đấy là phần phía phía cột. Còn cái này chúng ta chú ý này, phần này là phần bóng đổ. Chúng ta cho màu sắc trên setting là bóng đổ. Setting là cái bóng đổ, là bóng ở trong nền đấy. Chúng ta cho bao nhiêu độ? Ok em. Thế em về đi. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy là sau khi ấy xong thì cái bóng ở nền ở bên trong được thay đổi. Rồi đưa đây cho thầy. Bỏ giày ra đi vào thế này. Rồi thầy cảm ơn nhé. Đấy, các em chú ý nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở về cái hàng như sau. Bây giờ thầy xóa cột này đi. Thầy chọn Delete Column là xóa cột. Các em chú ý nhé. Delete Column có nghĩa là từ đó nghĩa là xóa cột. Thì nó trở về như này. Bây giờ cái file này thầy mới ghi vào như sau. Các em chú ý nhất chỗ này nhé. Thầy xếp hết cho lên desktop. Thầy đặt tên là danh sách sinh viên. Rồi bây giờ cái file này thầy đóng đi, thầy cất nó đi. Rồi bây giờ thầy mở một file mới, thầy làm như này. Các em chú ý đoạn này nhé. Bây giờ thầy sẽ làm bài tổng hợp bao gồm đó là chúng ta phải làm một cái giấy mời đi học chẳng hạn. Thầy insert table chọn hai cột. Thầy ghi là Đại học Xã hội Nhân văn. Đại học Xã hội Nhân văn. Bên này là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đó. Độc lập tự do hạnh phúc. Hạnh phúc. Rồi bên này chúng ta ghi là khoa thông tin thư viện chẳng hạn. Chúng ta quay về home vì cái này là tài liệu này có một trang thôi, cho nên là chúng ta không cần style nữa. Nhiều thì chúng ta cần. Các bạn chọn cho thầy font chữ cho vào giữa. Chỗ này chúng ta cũng chọn font chữ. Chúng ta cho 13. Đấy. Bây giờ chúng ta chú ý là bôi đen tất cả hai cột. Chọn cho thầy chỗ này là 1.4. Đó. Rồi ok. Chỗ này chúng ta cho vào đây. Cho nó vừa vào. Bây giờ thầy mới tắt cái này đi. Chọn không biên giới, tức là không viền. Đấy. Giờ thầy xuống dòng. Thầy làm cái việc này nhé. Các em chú ý. Chúng ta có thể ấn Tab hoặc chúng ta ấn Ctrl E.
ra giữa. Chúng ta điền là đơn, à giấy mời. Họp cán bộ lớp chẳng hạn. Chúng ta cho thầy chữ đậm lên. Font chữ, về font chữ hay dùng, cho đây 18 đi. Nha, các em chú ý cho thầy. Rồi thầy nói tiếp này. Cái tiêu đề này khi các em tạo chuẩn một lần rồi, tạo chuẩn một lần rồi, các em vào Insert. Insert. Các em ấn nút Quick Path. Quick Path tức là cái tiêu đề mà chuẩn rồi. Các em vào Quick Path cho thầy. Đấy, các em ghi cho thầy là Save Selection to Quick Path. Chúng ta đặt cho thầy là tiêu đề. Đấy, thầy dạy luôn nhá. Dạy luôn đến đâu thầy dạy luôn đến đấy này. Ta ghi cái này vào Quick Path. Đây các em ấn nút Quick Path trong Insert. Chúng ta chọn Quick Path. Sau đó chúng ta chọn ghi. Nhá. Rồi đến lượt đến chỗ này chẳng hạn, mà các em muốn cái tiêu đề này nó hiện ra nữa, thì chúng ta lại vào Quick Path. Chúng ta chọn này. Lập tức nó hiện ra cho chúng ta luôn. Tức là trong một tài liệu chúng ta muốn cái lưu cái đấy mãi mãi, chúng ta ghi nó vào. Sau đến đâu dùng chúng ta lại lôi ra. Các bạn hiểu chưa? Đấy gọi là ghi nhớ vào bên trong, lúc nào cần thì mang ra. Nhá. Đấy là cách sử dụng Quick Path cho nhanh. Quick là nhanh mà. Đúng không? Tức là cái phần ghi cái phần đó nhanh. Rồi thì bây giờ ta lại quay trở về với lại cái bài hôm nay. Rồi bây giờ các em chú ý cho thầy. Chúng ta cho font chữ về 13. Chúng ta nhấp cho thầy là kính. Kính gửi các đồng chí cán bộ lớp, đúng không? Kính gửi các đồng, kính gửi đồng chí đi. Đấy. Chúng ta chú ý là font chữ mà nó màu đen chúng ta nhấp thế này. Hai chấm. Đến đâu? Bây giờ chúng ta nhìn con tab này trên này, chúng ta lên đây. Đấy, sau đó chúng ta vào đây, chúng ta chọn tab, chọn nút số 2. Chúng ta set. Bây giờ chúng ta ấn tab trên bàn phím, nó hiện ra kính gửi các đồng chí. Quê. Chẳng hạn như thế. Chúng ta lại xóa con tab cũ đi. Cho con tab mới vào, bởi vì mỗi dòng là nó áp dụng một tab khác nhau. Nếu mà các bạn tiếp tục dùng thì các bạn không xóa, còn là các bạn dùng mới thì các bạn xóa cho thầy. Sau đó các bạn cũng làm cái này cho thầy. Set, ok các bạn đặt cho thầy. Về ngày sinh. Ví dụ như thế. Rồi chúng ta lại xóa con tab này đi. Nếu không dùng thì nếu dùng thì cứ để thế nhá. Thầy vẫn dùng để thế này. Đến đúng ngày. Chiều ngày 20 tháng 3 năm 2021 đến hội trường. A1 chẳng hạn, để họp bầu ban cán sự liên chi đoàn chẳng hạn.
qua chẳng hạn. Đấy. Xong đến dưới cuối cùng chúng ta insert table cho thầy một cái bảng. Chúng ta ghi ở đây là Hà Nội. Cái bảng này nó giữ chân các dòng chữ với nhau, nó không để lệch cột này cột khác. Nếu các bạn không sử dụng bảng thì nó sẽ khó để chúng ta điều khiển chữ. Hà Nội ngày 15 tháng 03 2021. Đấy. Bí thư chẳng hạn. Các em có thể ghi bí thư ở đây. Dưới này các em ký tên đúng không? Đấy. Rồi các em có thể lúc này các em tắt cái này đi bằng cách chọn chuột phải, chọn nút đây, chọn no border. Đấy, bây giờ nó như này. Rồi bây giờ file này chúng ta ghi nó vào, chúng ta ghi tên đó là giấy mời. Computer chúng ta chọn desktop. Thầy đặt tên là giấy mời họp chi đoàn. Ok nhá. Rồi bây giờ các em chú ý, bây giờ thầy đã tạo xong cái giấy mời họp cán bộ lớp với kỹ thuật dùng tab và quick pass. Việc tiếp theo là bây giờ chúng ta sẽ cho danh sách đó hiện ra đây. Bài này chính là bài thi của vừa rồi của các bạn khóa trước. Nhưng mà những phần nào học các thầy cô giáo hỏi, thầy không bao giờ ra đề. Nhưng mà thầy đề phòng cho các em để các em chú ý bài giảng để chúng ta làm bài thi cuối. Phần Word là chúng ta chú ý cho thầy. Chúng ta chọn chữ là mailing. Được chưa? Mailing nhá. Sau đó chúng ta chọn select reception. Đấy. Chúng ta chọn một bảng tồn tại. Chúng ta chọn desktop. Các em có thấy cái bài danh sách vừa xong không? Danh sách sinh viên chẳng hạn đây nhé. Đó. Rồi bây giờ chúng ta đã đưa con trỏ vào đây. Đưa con trỏ vào đây. Đó. Đưa con trỏ vào đây nhá. Thì chúng ta nhìn thấy này. Đưa con trỏ vào đây. Chúng ta nhìn thấy cái chỗ là insert must field. Đấy, chúng ta chọn chữ họ và tên. Tiếp tục đưa con trỏ vào đây. Chúng ta chọn nút quê. Tiếp tục đưa con trỏ vào đây. Chúng ta chọn nút ngày sinh. Xong rồi chúng ta ấn review kết quả. Các bạn nhìn thấy tên của các bạn đó được hiện ra đây. Đấy, quê Hà Nội nhá. Nhưng mà cái chỗ này nó hơi bị con trỏ chỗ này nó hơi bị xa. Thế thì các bạn ấn tách nó ra như này một chút ở cái phần nó dày vào. Mình sinh ra đưa con trỏ ra. Sinh ngày. Chúng ta next để chúng ta mỗi lần next thì nó hiện ra danh sách các bạn đó. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, những bạn nào mà thầy ghi ở danh sách kia thì nó hiện ra trong cái file Word này. Để khi lúc đó ta in ra thì in một loạt luôn. Mà ta không phải gõ lại chữ để từng bạn vào trong đây nữa. Các bạn nhớ chưa? Tức là bước đầu thầy đã tạo một cái danh sách ở cái bảng. Bước 2 thầy tạo một cái mẫu. Đấy. Thứ hai thì tạo một cái mẫu. Đó. Nha, chúng ta nhớ là đầu tiên chúng ta vào mailing.
chúng ta chọn nút là Select Reception. Đấy, chúng ta chọn nút Use Excerpt List. Excerpt là tồn tại, tức là cái list là một cái danh sách tồn tại. Đấy, chúng ta sẽ chọn trên desktop, chúng ta chọn đúng danh sách sinh viên. Đấy. Bước tiếp theo các em đặt con trỏ vào bên trong cái chỗ tab. Kính gửi đồng chí nào thì chúng ta cho nó vào đấy, để dấu cách xa một chút để khỏi nó liền vào. Khi xong rồi thì chúng ta chỉ cần chọn cái nút có cái kính lúp review và in đến ai thì chúng ta chọn cái này. Đấy, bây giờ thầy chuyển ra file PDF cho em nhìn nhé. Chuyển file PDF thầy cho lên desktop. Ok, em nhìn thấy là nó trộn, nó tạo ra một danh sách. Đã rồi. Cái danh sách đâu, ôi rồi nó lại ra mỗi người một cái. Các em nhìn thấy không, ra mỗi người một cái. Rồi chúng ta đang ra, chúng ta in nhá. Rồi, hoặc là chúng ta có thể xem lại cái option trong này xem là trộn tất cả một file có được không. Rồi tất cả, cái này nó không cho một file mà nó cứ cho tất cả mỗi người một cái. Rồi. Nhớ chưa? Thế bây giờ bài tập tại chỗ cả lớp cùng làm cho thầy. Tạo danh sách lớp mà các bạn trong tổ hay nhóm mình tùy các em làm. Xong rồi các em tạo một cái giấy triệu tập. Nhá. Tạo giấy triệu tập cho thầy bằng cái cách mà thầy đã bảo. Cả lớp nhớ chưa? Ôi để thầy đăng cái phim này lên cái xem có được không. Đây chẳng có wifi. Wifi không vào được. Rồi các bạn ngồi thực hành cho thầy. Đấy, bây giờ thầy stop phim.